ចប៉ាយៈកំពុងតាំងបង្ហាញនៅភោជនីយដ្ឋានសវិនផាស្ទឹងប្រៃប្រោះជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវទេសចរគ្រាដែលភោជនីយដ្ឋានបានចុះកងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹកភ្ញៀវមកទេសនាកីឡាស៊ីហ្គេមដែលពួកគេនឹងអាចឆ្លៀតមកទេសនាតំបន់អង្គរហើយសវិនផាអាចជាអ្នកផ្ដល់សេវាចំណីអាហារដល់អស់ឯង ចប៉ាយៈមួយត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញឲ្យទស្សនាដោយសេរីនៅខាងមុខអាហារដ្ឋានសវិនផាស្ទឹងប្រៃប្រោះស្ថិតនៅជាប់នឹងបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A ក្នុងស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំបានកំពុងទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកដំណើរនិងភ្ញៀវទេសចរលោកឈៀនសុផលម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានសវិនផាបានឲ្យដឹងថាការដែលធ្វើចប៉ីដងវែងខ្នាតយៈនេះឡើងគឺព្រោះតែការស្រឡាញ់ឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរនិងចង់តាំងបង្ហាញឲ្យមានអ
tầm lên tầm đã support ngày nắng này oh, bà tầm đã apisai hay năng tầm lang support nữa ngày nắng bà chụp bay ní cơ bờ sân là hai địa bàn trong đại ấy để xa khi ông trong áp rẻ bà là một đạo bọc thò không mày bà đây là dương miên là bay là bay chụp bay bà chụp bay đong về mình nhớ là bay là bay nên lường phục lộ hai cái dương đại châu trong UNESCO và tệ của con hộp lộn nâng nằm bầy nên hãy nhóm có thơ cả áp để rẻ hay hàng nhóm nâng môn đồ bóng xả lá hạc lên răng chẳng nhóm nâng khởi tháng mà nâng đại bà môn đồ bóng bóng đại trô đã trôi máu là tháng trô mơ ta được tôi tê cho nhóm đại nó chập bay á bà đấy nhóm là vô chập bay dẹ tư hay chập bay này nhân miên bảo vệ anh thông đại mà bà và anh dương miên pi mệt nít xa rập anh ấy nâng dương miên snow còn nâng pi mệt xàm sập bà này tham mười mét xàm sập bà hay nâng miên bật đầu đòn viên nước cư miên phục bật mệt bà lấy những ai tha chia cho bay giá sẽ bật dọc mai dưới của trên lương tim muối là dương miên cho bay giờ không bán nâng bà đây lúc mình kết tha nâng ở bay là không mét đôi chân nó tăng gì đấy bà nhâm trăng tạm bất nhâm trăng thơ sầu dẻ mình ô sầu dẻ bà thơ sầu dẻ thông nãy hôm nay nhâm trăng áp rẻ bà nó về là bản tin tiệt và miền tây bản tin lúc sau phần bản tỏ tiệt thả bà chụp bón miền cầm hồn đất nẹt đầm ná nâng chia tiết cho chấm nuôn pram hơi đại bản cho công tra york sê va phôi chỉ đi than sơ ven phá chia chấm rơi ăn tập hiệp đòn ăn tết chun rồi bọc bục kê chia bị sai khnông chấm nòng cầm hồn cho công tra chia mùi lục nụ tờ tua bàn cà bầm ra sê va đập hiệu ăn ra chiết đại mốc tết sơn cà prà cút kê la si kém nâng paragen nepel cam mục phong đại hai bục kê co nâng ai chliet pel mốc tết sơn đầm bón រមណីយដ្ឋានអង្គរដែលជាឱកាសដល់ភោជនីយដ្ឋានសវិនផាក្នុងនាមជាដៃគូសហការហេតុដូចនេះហើយទើបលោករៀបចំអ្វីដែលជាការតេទៀងបន្ថែមក្រៅពីសេវាកម្មម្ហូបអាហារអនាម័យឈួយឆ្ងាញ់មានច្រើនជំរើសបន្ទប់ទឹកស្អាតសោភ័ណភាពបរិស្ថានល្អគឺភ្ញៀវអន្តរជាតិនោះនិងបានស្គាល់ចាប់បាយយៈដែលម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានយកមកតាំងបង្ហាញនេះរួមគ្នាស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរយើងដែលពិភព លោកបានទទួលស្គាល់មុនគេកម្ពុជាតែងតែស្រឡាញ់សន្តិភាពភោជនីយដ្ឋានឌឺផាកមានលក់ម្ហូបខ្មែរចិនកាហ្វេនិងអាហារបរទេសគ្រប់ប្រភេទមានបម្រើអាហារប៊ូហ្វេជាពិសេសនំបញ្ចុកសម្លការីនិងសម្លខ្មែររសជាតិបែបសៀមរាបឌឺផាកមានកន្លែងធំទូលាយជាមួយនឹងបរិយាកាសល្អហើយក៏មានបន្ទប់ទឹកស្អាតប្រកបដោយអនាម័យជាពិសេសមានចំណតរថយន្តធំទូលាយឌឺផាកស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិ 6A ជិតស្ពានព្រៃប្រុសពាក់កណ្ដាលកំពង់ធំនិងសៀមរាប 015 277 209